Có nhiều bà cô mà đến chùa mà nói thầy ơi, con thấy mấy bà già ở trong chùa con thèm chảy nước miếng. Những đức nói vậy bà vô đây bà tu đi. Bà nói chưa có ổn định gia đình, con gắng cố gắng vài ba năm nữa rồi con vô. Những đức nói bà hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con mới có 70. Những đức thôi bà ở nhà bà niệm Phật đi, chừng nào đủ duyên thì vô chứ bà đừng có hẹn vài ba năm nữa. Có khi bà hẹn vài ba năm nữa bà mới vô, coi chừng vài ba năm nữa bà ngụm củ tỏi á, hiểu không? Thôi bà lo vô xong thì bà ở nhà bà niệm Phật đi, bà cứ niệm Phật ngày nào đi tốt ngày nấy, chứ bà đợi vài ba năm nữa mới vô đây niệm Phật. Thôi này nè bà, tặng bà chiếc máy nghe pháp này, bà về bà nghe đi, bà nghe đi rồi xong rồi bà cứ niệm Phật mỗi ngày đi. Rồi nếu vài ba năm mà còn sống thì đủ duyên vô, còn nếu mà trong vài ba năm này mà lỡ nó chết bất đắc kỳ tử thì bà cầu sanh cực lạc, đúng không? Thế vì nghe gì nó rất phù hợp nghe, chứ đừng có đợi vài ba năm nữa tôi mới đi tu. Tất cả người trẻ người già gì cũng gì, ở nhà tu cũng được mà đi vô chùa tu cũng được. Lâu lâu đủ duyên sắp xếp được thì vô chùa tu, còn nếu mà sắp xếp được thì vô đi tu luôn, còn nếu sắp xếp chưa được thì ở nhà tu lẻ ra, cứ tu đi mỗi ngày cái niệm Phật từ từ nó cũng được sự an lạc thôi. Nó bây giờ mạng thì truyền thông nó rộng rãi mà, mỗi ngày những đức đều chia sẻ Phật pháp, chiếc máy nghe pháp cầm nghe suốt được mà, tiện lợi lắm. Tội có nhiều bà già ở phương xa mà đến đây mới gặp những đức mới mừng. Hôm qua có mấy phái đoàn đến mừng vô cùng, đều là được người ta tặng máy nghe pháp không. Những đức cũng không ngờ phát triển cái máy nghe pháp này nó lợi ích thiệt lớn. Bây giờ là đúng là chiếc máy nghe pháp mình đi khắp nơi nơi, chở máy nghe pháp đi mà chở một lần xe tải một hai xe đi pháp thí, người ta đặt mà lần chở mấy xe tải đi, quý vị nghĩ đi, không tưởng tượng được luôn. Quá trời người ta đặt quá nhiều luôn đó quý vị à. Đó, đông tây nam bắc gỡ đi nước ngoài nó đem đi quá trời nhiều luôn. Có nghĩa là nhiều người ta đến ta gặp mình, ta nói đặt chiếc máy nghe pháp ta cầm thôi mà ta nghe mà được lợi ích. Có nhiều bà già mà đứng mà nhìn những đức chăn chăn vậy nè, tại vì trong chiếc máy những đức thường nói là hô hốc xấu xí tùm lum tùm la, nên cái này là cái thế mà lạ. Con người ta đến ta gặp mình ta nhìn, quý vị ơi, ta nhìn coi xấu cỡ nào mà nói ghê gớm ấy, đúng không? Mà người nào nhìn cũng nói câu đâu đến nỗi tệ. Nhiều người ta nói không đến nỗi tệ, rất là nhiều người ta nói câu nói vậy đó quý vị, thì chắc chắn là không đến nỗi tệ rồi, đúng không? Ngày xưa thì quá tệ nhưng mà bây giờ nó không đến nỗi tệ. Quý vị coi cái tấm hình nào đó, hồi đó ngồi chia sẻ Phật pháp quý vị thấy gớm không? Mà bây giờ quý vị coi nó cũng hơi có đơm đớm chút rồi, đúng không? Là cũng chiếu chiếu lên chút rồi, đúng không? Đó, tu từ từ, từ từ. Hồi đó quý vị biết những đứa nhớ cái đầu những đứa cạo nha, nó dễ không à. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu những đứa quý vị thấy bóng không? Đúng là lạ chưa? Phải có sự thay đổi, đúng không? Có nhiều cô nói trời trời trời, hồi xưa con thấy thầy, cái đầu thầy nó nhỏ, sao đầu thầy giờ bự. Như đức nó bây giờ ốc to nên bự. Nên quý vị coi nó tu từ từ, từ 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 từ, nó an lạc, nó chuyển tướng từ từ. Quý vị coi nè, hòa thượng chúng ta ở đây cũng vậy nè. Lúc thờ hòa thượng mà đi tu rồi đã, tu lâu rồi đó, hòa thượng mà cái thờ còn ốm ấy, vì hòa thượng bên đấy vậy nè, ốm nhơm mà cũng nhìn kỳ cục lắm. Hòa thượng bên đây thì cao mà ốm thì quý vị nhìn hòa thượng mình cỡ nào, nhìn hòa thượng mình nó khô cằn sao đâu á. Mà hòa thượng mình thôi, hòa thượng mình những đức nhớ nha, hồi đó là những đức mới xuống đây nghe quý vị, bây giờ hơn 6 năm nè, hòa thượng mình vẫn không hảo tướng bằng bây giờ. Hòa thượng mình bây giờ rất là hảo tướng, quý vị coi cái đĩa mới đây mà mần thọ hòa thượng như đức đưa lên mạng rồi đó, Phật tử coi khắp nơi nơi người ta coi đó, quý vị coi hòa thượng. Ồ, hòa thượng hảo tướng, hòa thượng đẹp gì đâu quý vị ơi, càng già càng đẹp. Ngộ thay, người tu càng ngày càng già càng đẹp, mà phải có tu có phước nha, càng già nó mới càng đẹp nha. Còn tu mà nó không có phước là già nó cũng te tu à. Quý vị nhìn đi, nhiều người tu á già cũng te tu luôn á, phải tu có phước á. Rồi hòa thượng Tịnh Không nè, lúc còn trẻ ngài cũng hô nữa nè, ngài cũng xấu nè, hình trẻ của ngài như đức coi thử á. Hòa thượng Không thì sau này ngài già cũng rất là đẹp. Nó có nghĩa là gặp Phật pháp này phải tu làm sao nó an lạc cái tâm mình. Quý vị mà tu được an lạc tâm, quý vị tu mà nhìn thấu buông xuống được nhiều thứ là quý vị tu đúng pháp rồi đó, hiểu không?
Tu mà an lạc tâm, tu mà nhìn thấu buông xuống được nhiều thứ là quý vị tu đúng pháp. Còn nếu càng tu mà càng nặng nề, càng tu mà càng chấp nhất nặng là quý vị tu sai pháp. Phật pháp là gì? Buông xuống. Chỉ có vậy thôi. Có cô Phật tử này, cô đi đến chùa, cô gặp một vị thầy. Cô nói: thầy ơi, trong Phật pháp dạy buông xuống, buông xả, khó làm hả thầy à? Con thấy khó làm vô cùng. Người thầy này đưa cho cô cái chung nước. Ông thầy này ông gót nước trà vô cái chung, nước trà nóng. Ông gót đầy rồi ông gót tiếp tục. Tràn nước trà nóng nó chảy vô ly, nó chảy vô cái tay cô á. Phỏng tay buông ly nước trà ra. Thì ông thầy ông nói: nóng quá à, buông phải không? Vậy thì cuộc đời này cũng vậy thôi. Con người ta tự nhiêu kêu người ta buông xả, người ta không buông đâu. Phải chày da chóc dãy nó mới buông. Đúng quý vị, chày da chóc dãy mới buông. Thí dụ như bây giờ có nhiều cô đi có chồng, bây giờ mấy cô khổ, mấy cô nói ước gì ngày xưa đi tu sớm đúng không? Tại vì mấy cô có chồng rồi, mấy cô biết rồi, rồi mấy cô chày da chóc dãy rồi, rồi mấy cô mới ước gì ngày xưa đi tu sớm. Chứ nếu như thời xưa mà kêu mấy cô đi tu, mấy cô quay là mấy cô kênh tu gì, tuổi sinh phơ phớ gì mà tu. Đúng không ạ? Đúng rồi, tuổi sinh phơ phớ mà tu gì. Phải xài cho nó tàn phai hương sắc đi, lúc đó te tu quýnh độc bầm mặt bầm mày, chạy da chóc dễ rồi lúc đó mới tu. Đúng không? Nên giống như cái ly nước trà, nước nóng chế vô tay xong buông ly. Vị thiền sư này nói rằng phàm phu chúng ta bị thẹo dít rồi, lúc đó mới buông xuống. Nhưng khi buông xuống thì nó cũng mang thẹo rồi. Nếu hiểu biết thì lành lặn mà buông xuống, còn không hiểu biết thì thẹo dít rồi mới buông cũng tốt. Còn có những người bầm mình bầm mẩy, thẹo dít bấy bá cũng không buông luôn, thảm rồi. Đúng không? Có không? Nhiều chứ. Có nhiều của cõi đời này, nhiều con người trời ơi te tua tả tơ tàn tạ luôn. Quý vị coi họ có tu đâu. Còn chúng ta chạy mình chạy mẩy mà buông xuống mà chịu tu cũng may mắn rồi đó. Còn người mà có thiện căn dày thì chưa gì hết người ta đã nhìn thấu. Đúng không? Đây là thiện căn dày, nhưng mà thôi, phàm phu chúng ta phần nhiều phải chạy chùa. Thôi cố gắng chạy chùa nữa đi rồi buông xuống. Thật sự mà nói có gì đâu nặng nề, buông buông rồi thôi. Buông thì nhẹ, không buông thì nặng. Cứ cầm đi rồi nặng, nặng rồi một ngày nào chúng ta mệt mỏi cũng phải buông thôi. Sớm muộn gì cũng phải buông thôi, đúng không? Từ khi chúng ta không học Phật, chúng ta không có tâm giải thoát thì không buông. Nhưng nếu chúng ta có tâm học Phật và có tâm giải thoát thì nhất định sẽ buông. Quý vị đi đến chùa này sớm muộn quý vị cũng buông. Đi chờ xem. Vì sao? Vì mỗi từng nhắc như vậy mà. Ai mà dạy gì giác trên vai cho nó nặng quý vị. Vì sao cái gì chúng ta cũng mang cái gánh nặng cho mình không à? Bây giờ tôi làm cha làm mẹ mà không gánh nặng làm sao được, gánh nổi không? Quý vị làm cha mẹ là sanh người ta, nuôi người ta khôn lớn. Chứ quý vị đâu có đặt để cái cuộc đời của người ta được. Quý vị đặt để được không? Có nhiều người người ta có chức phận vô cùng, người ta đặt để cho con người ta, người ta giới thiệu cho con người ta những công chuyện tốt, người ta sắp đặt cho con người ta một cái danh vọng cuộc đời. Nhưng cuối cùng đứa con này nó không bao giờ chịu ngồi cái chỗ mà người cha mẹ đã sắp đặt. Chúng ta làm cha làm mẹ đều muốn con mình ngồi cái chỗ đẹp, chỗ tốt. Nhưng mà con mình nó không chịu ngồi chỗ đẹp, chỗ tốt. Nó bước lại cái chỗ hư hỏng nó ngồi, đúng không? Cuộc đời con người, quý vị được quyền sanh người ta và nuôi người ta không lớn, chỉ là có chỉ dạy và dạy dỗ người ta thôi. Chứ quý vị không đặt để được người ta đâu quý vị. Vì sao? Vì mỗi một con người nó có phước và có duyên của họ khác nhau. Con người có phước quý vị để người ta vào đống phân, người ta lại đống vàng. Con người không có phước quý vị để người ta lên đống vàng, ngồi lên đống phân. Không nói chứ ha. Nó lạ như vậy đó. Nên phước dẫn dắt con người tốt hay xấu là từ phước mà ra. Thí dụ như người mà đã có phước rồi quý vị muốn hại người ta hại không được nữa. Người mà vô phước quý vị không cần hại thì nghiệp quả nó cũng tự đến với người này à. Hiểu được nguyên lý này rồi, tại sao con người chúng ta sống thường cứ mang gánh nặng cuộc đời? Để sanh con nuôi con cực khổ, có chồng lo gia đình cực khổ, tại sao chúng ta cái gì chúng ta cũng mang gánh nặng cho mình? Vì sao cái gì mình cũng phải bận tâm, cái gì mình cũng phải lo? Tại vì quý vị không hiểu
Lo cũng lo không xong mà đi nặng nề, buồn cũng buồn không giải quyết được mà đi buồn làm chi, đúng không? Tại sao chúng ta không sống những ngày tháng cho nó tự tại đi? Tự tại còn có cơ hội. Nhà gạo hết rồi, hết thì cũng hết. Chúng ta có nặng nề buồn nó cũng hết gạo. Nhà nghèo, nghèo nó đã nghèo, buồn nó cũng nghèo. Xấu mặc cảm, nó đã xấu rồi mặc cảm làm chi? Hô đã hô rồi. Bây giờ mày không muốn nó cũng hô nữa. Súng răng, nó đã súng răng rồi. Bây giờ không chịu cười mà cứ thì nó cũng súng răng à. Mà cái súng răng này nó đeo đẳng là mình khổ đau cùng cực luôn. Trời, có những người người ta mặc cảm vì cái gương mặt xấu xí, hoặc là một cái vết thẹo gì, một cái lé hay là bị cái gì trong cái cơ thể của mình, tự nhiên mình bị mặc cảm. Đừng có dạy. Chúng ta đã bị một cái quả báo, một cái nghiệp như vậy rồi, mà tại sao chúng ta còn phải chịu thêm những cái gánh nặng trong nội tâm mình thêm làm chi? Bây giờ học Phật lại cởi mở quá dễ đi. Cởi mở ra. Thấy không? Rồi, những đứa đó từng nói đây là một cái tâm trạng ngày xưa mà nó hô miệng rộng, nó cảm thấy rằng nó nhột nhạt mình là miệng rộng mà hô. Bây giờ những đứa càng tu rồi, những đứa dẹp luôn cái tâm miệng rộng mà hô luôn. Mày muốn hô bao nhiêu hô, mày muốn rộng bao nhiêu rộng, kệ cha mày luôn. Không quan trọng với mày nữa, sống ở ngày vui. Rồi, tại sao con người chúng ta cái gì mình cũng đem gánh nặng trên vai mình cho nó nặng nề chi trời? Con người bây giờ thi đậu mừng cười, còn thi rớt thì khổ đau, làm chi cái chuyện kỳ cục đó vậy? Hả? Đối với chúng ta cái cõi đời này, chúng ta đến ở đây nghe Phật pháp nó mới giải tỏa được tâm tư mình, quý vị. Nghe Phật pháp nó mới giải tỏa được tâm tư. Nên chúng ta mỗi ngày được nghe Phật pháp đúng là phước lớn thiệt. Tại sao những đức mỗi ngày vui? Những đức không dạy gì đi mang gánh nặng trên vai mình chứ. Những đức nói rằng tôi không dạy gì mang gánh nặng trên vai. Hai bên chùa hơn 600 người, tôi không dạy gì tôi nặng nề với quý vị chi nữa. Tôi đem cái gì tôi hướng dẫn, tôi đem kỹ tôi hướng dẫn hết rồi đó. Xong rồi, mỗi người lo tu lo niệm Phật, mỗi người ai cũng có phước. Ngồi cùng với nhau ai cũng có phước thì tự nhiên có cuộc sống à. Làm gì tôi mang gánh nặng? Làm gì tôi phải bận tâm 600 người này, lỡ không có gạo nấu thì sao? Không có gạo nấu thì cùng chết đói. Làm gì mà sợ, đúng không? Ai cũng vậy chứ, tới đói rồi thì tức khắc phát huy năng lực à. Có khi đói nó cũng tốt. Vì sao? Đói mới biết lòng người. Không, giàu sang quá chúng ta cái gì cũng nói ngon, đúng không? Đói khát nghèo nàn rồi mới biết lòng người đến với nhau có thật lòng hay không. Đó, quý vị biết cuộc đời của người có khi giàu rồi đói bạn sang đói vợ. Khi quý vị biết rằng có khi nghèo nàn mà tình nghĩa, giàu sang mà có khi mất tình nghĩa đó quý vị. Chúng ta sống, chúng ta đừng bao giờ chúng ta bị thất vọng về con người. Thất vọng nhất là chúng ta lại bỏ mình nè, lại bị những cái ngoại cảnh của cuộc đời làm mình khổ đau. Đây là cái thiệt thòi lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Ai mà sống dạy gì chúng ta lại bị ngoại cảnh làm mình khổ đau. Dù là vợ chồng hay con cháu hay thân bằng quyến thuộc, nhưng mà cái nội tâm an lạc là của mỗi một con người cá nhân riêng biệt. Chúng ta không nên bị cái sự việc của chính họ làm mình phải nặng nề khổ đau. Đó mới là người trí. Người sống như vậy mới là người hiểu biết sống. Nên những đức từng nói câu á, người bỏ mình không chết, mình bỏ mình mới chết. Chết cái huệ mạng của mình mới là khổ đau quý vị à. Mình bỏ mình là chết cái huệ mạng của mình. Nên chúng ta sống ở cõi đời này không bao giờ bị tuyệt vọng. Đừng bao giờ có bất cứ một sự việc gì mình tuyệt vọng cả. Người mà tuyệt vọng là người không còn hy vọng, đúng không? Tuyệt vọng là không có hy vọng. Nói quầy vốn. Nó thì coi tại sao chúng ta đi tuyệt vọng làm gì? Đúng là những đức học Phật rồi mới thấy ra cái điểm này. Đúng ra nếu nói mà lo, trời nó lo khỏi cạo đầu luôn á. Mà không lo thì không cần lo gì hết. Quý vị biết rằng nghe, ngủ nghe dễ, ăn dễ, sống khỏe, quý vị nghĩ con người như vậy hạnh phúc không? Nên buổi sáng 2 giờ mấy 3 giờ thức dậy chuẩn bị đi tu. Tu xong thờ sáng nói chuyện xong. Nói chuyện xong là lúc đó 5 giờ 15 phút. Đi về bên phòng một cái là lặt đặt đi giặt hai bộ đồ. Giặt hai bộ đồ thời gian làm sao mà 35 phút 40 phút và tắm cạo đầu luôn. Giặt hai bộ đồ tắm rồi cạo luôn cái đầu.
khoảng 35 phút rồi đặng tranh thủ đi qua bên nhà ăn, ăn cơm với đại chúng cho nó cùng chúng quý vị. Nó ăn cơm xong rồi là 6:15, 6:15 bắt đầu đi vòng vòng xung quanh chùa rồi. Ngồi nãy giờ bên kia niệm Phật, giờ đây qua chia sẻ Phật pháp quý vị ha. Là vừa thấy buổi sáng xong việc rồi đó. Buổi sáng những đức là tu xong nói chuyện nửa tiếng, xong ăn cơm với đại chúng, nói chuyện đại chúng gần nửa tiếng, nói chuyện với đại chúng gần nửa tiếng, xong trở về phòng giặt đồ. Giặt đồ xong bắt đầu là những đức công việc này công việc kia chút, những đức qua Đại Tùng Lâm. Qua Đại Tùng Lâm xong cái đầu là ăn cơm ở Đại Tùng Lâm, ăn cơm xong chạy về đây là lúc 11:15. 11:15 bắt đầu là rửa mặt rửa mày, cái nằm nghỉ một chút rồi dỗ dắt, bắt đầu là ngủ dắt thức dậy. Buổi trưa chia sẻ Phật pháp nửa tiếng, chia sẻ Phật pháp nửa tiếng xong đi xuống lấy xe chạy qua Đại Tùng Lâm đi vòng vòng công việc này việc kia chút xíu, ngồi niệm Phật chơi một chút, bắt đầu là xuống nhà ăn ăn cơm xong nói chuyện bên Đại Tùng Lâm nửa tiếng, nói chuyện xong rồi bắt đầu đi về đây là 4:30 xong về đây tắm xong ngồi nghỉ ngơi thoải mái, tối tu xong về ngủ xong sáng tiếp tục. Vậy đó, không có thời gian gì bận bịu phiền phức chứ. Cứ theo cái lịch trình thì sống hoài. Tính thì tính ra vậy chứ thời gian thì rảnh cũng nhiều. Thời gian nó rảnh nhiều, rảnh rất là nhiều. Còn cái chuyện mà cơm ăn áo bạn thì sao? Sao nghe thầy nói tới? Không có nghe nghe nói tới vụ này. Còn người ta ngoài đời là cái gì cũng cơm ăn áo bạn không à? Những đức ở đây sống quý vị biết, tới tháng bên kia đưa cái phiếu qua, thầy 60 triệu tiền điện, rồi lấy tiền trả. Bên đây 20 triệu tiền điện, lấy tiền trả. Bên kia 20 triệu tiếp tục. Cái gì mỗi ngày tiền mấy cô ghi sáng trình ra nguyên một cái tờ giấy, nhìn kết luận rồi cứ trả tiền đi, xong đi vòng vòng chùa nghe niệm Phật. Bữa nay bắt theo mấy cái điệu niệm Phật đàn cổ xung quanh chùa, những đức muốn cho cái bầu trời nó du dương nhạc chờ. Nghĩa là quý vị tin rằng là những đức chưa bao giờ suy nghĩ cái chuyện cơm ăn áo bằng luôn, lạ không? Quý vị nghe có bao giờ nghe những đức nhắc tới cái chuyện cơm ăn áo bằng không, tiền bạc không? Không. Vì sao? Cái chuyện này những đức cho qua. Tất cả cái việc mỗi ngày những đức sống là gì? Phật pháp không? Và cá nhân cuộc sống của mình về làm việc chút xíu vậy đó rồi xong. Còn cái chuyện kia là gì? Rồi cho qua. Hơn 600 người quanh năm suốt tháng, ngày này qua tháng nọ cứ sống bình thường vậy đó. Nên những đức nói các cụ mình một câu mà các cụ mình an tâm vô cùng. Những đức nói các cụ sống trong đây yên tâm, không sợ hết tiền, không sợ hết gạo, không sợ già không ai nuôi, không lo chết không ai sắp xếp cho mình. Có nghĩa là tất cả những việc này các cụ không cần bận tâm. Các cụ chỉ cần niệm Phật là được rồi. Chỉ cần niệm Phật là được rồi. Không cần bận tâm gì hết. Các cụ chỉ cần niệm Phật và sống vui mỗi ngày thôi, nhiêu đủ rồi. Còn tất cả những việc khác không cần bận tâm tới. Còn việc gì trong chùa làm được, phụ được thì làm. Còn tất cả những việc lo âu, đừng có lo âu, đừng có bận tâm tới. Cứ mỗi ngày các cụ sống tốt vậy đi. Cứ bồi dưỡng qua gì. Nên tất cả con người trong đây phần nhiều là gì vậy? Sống bình an. Tất cả con người trong đây phần nhiều đều sống rất bình an, sống rất là vui. Hình như là các cụ vô chùa mình mỗi ngày các cụ cười rất nhiều, phần nhiều là cười, không cần bận tâm lo gì hết luôn. Sự thật mà nói, một cái nơi mà nhiều người vui thì nơi này phước lớn lắm. Cái hoàn cảnh ở này nó sẽ có một sự thay đổi rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng cái nơi mà nhiều người niệm Phật, nhiều người vui nghe, dù cái nơi đó là một vùng đất hư hoại, một vùng đất người ta nói là phong thủy xấu nhất, cái nơi đó chỉ cần có người niệm Phật và nhiều người an vui, không có sự đấu đá, thì nhất định sẽ sự cái thay đổi nó lạ lùng vô cùng. Thay đổi rất là mau. Thay đổi mau lắm. Những đức cũng rất là mừng chúng trong chùa mình quý vị. Những đức hướng dẫn phần nhiều là những người càng ngày càng giảm danh lợi. Những người mà những đức hướng dẫn là càng ngày càng giảm danh lợi. Tất cả người trong chùa mình luôn, tất cả quý thầy trong chùa mình, quý vị biết rằng quý thầy đi theo những đức không có mấy người hết. Quý vị biết rằng mỗi một ông thầy có thể coi được một đạo tràng. Những đức chỉ cần ở phía sau sắp xếp thôi là mỗi ông thầy coi được một đạo tràng. Trong khi không có thấy giỏi gì hết trơn. Quý vị thấy vậy đó.
Nhưng họ đạt được một cái tiêu chuẩn gì quý vị biết không? Nhiều thầy chỉ đạt được một tiêu chuẩn này nè. Đối với danh lợi tiền bạc họ không nặng. Bao nhiêu thôi là làm việc cho chúng sanh được rồi đó quý vị. À, bao nhiêu thôi là họ làm việc cho chúng sanh được rồi đó. Thí dụ như bây giờ thầy Nhẫn Ngôn đi, đi coi, thiệt thà hiền hậu, cứ lên cứ nói chuyện hịch hạc, nói ở câu nói nào bị nhìn gương mặt là quý vị thấy, thấy là tin tưởng rồi đúng không? Nhìn mặt là tin tưởng liền. Bây giờ quý vị con thầy Nhẫn An không có giỏi không? Không. Nhưng quý vị nhìn tướng đi, nhìn mặt thôi quý vị tin tưởng liền. Nhìn tướng đi có người, nhìn mặt người là quý vị tin tưởng liền, không nói chứ. Nó không có cái phù phiếm nhiều nên vì tin tưởng liền, không nói chứ. Nên những đức nói họ chịu làm, họ thiệt thà họ chịu làm. Quý vị sắp xếp làm sao họ sẽ làm vậy? Nên sự thành công của những đức là gì? Là người bên cạnh những đức sắp làm sao họ làm vậy đó. À, nên những đức thành công chỉ đúng vậy thôi. Thí dụ như bây giờ đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm đi, chỉ đúng một thầy, coi bên đó gần 300 người, những đức cứ mỗi ngày qua bển chút chút là đi về thôi. Tất cả việc quý thầy đều bên đó sắp xếp hết luôn. Chuyện gì khó quá thì mới báo những đức biết, thà làm được luôn quý vị. Xong bên đạo tràng bên kia tháng 10 phát triển là chỉ đúng một thầy qua bển nữa thôi và hai người cư sĩ là tiếp tục một đạo tràng nữa liền đó. Những đức tin chắc rằng là quý thầy làm được. Vì sao? Vì người bên cạnh những đức là người gì? Người đã được luyện rồi, đối với tiền bạc không có đặt vấn đề. Còn người nào mà chưa đi ra khỏi những đức là người này chưa, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người này là binh gì? Binh dự trữ. Nhà đức đưa đi một người làm việc gì đó, lỡ người đó mà có gì thất bại, nhà đức rút người đó về, nhà đức đưa cái người tiếp nối theo. Chứ không có một lúc mà nhà đức đưa đi đông người. Đông người đi lỡ nó rớt hết trơn, binh đâu mà mình đưa ra. Anh quý vị biết rằng cứ vậy đó. Vậy mà quạt quẹt mà thành công. Chỉ đúng con cái là cái gì biết không? Liền quý thầy đừng có danh lợi tiền bạc. Nên quý Phật tử mà về chùa những đức dặn nghe không? Cái gì mà những đức nói ra thì làm. Còn cái gì mà những đức chưa nói ra, tất cả quý thầy trong chùa mình mà quyên góp hay xin bất cứ một cái gì là không cho. Không có cho một cắt gì hết trơn á. Nhớ chùa mình là những đức đây rộng rãi lắm á, lo quý thầy đầy đủ lắm á, không thiếu thốn một cái gì đâu. Người bên cạnh những đức mà nghe những đức vậy là do gì biết không? Những đức rộng rãi, những đức lo rất là đầy đủ, những đức tin chắc rằng những đức lo cho chúng là quá đầy đủ, từ tinh thần cho đến vật chất quá đầy đủ. Mỗi một vị thầy những đức mà sắp xếp một đầu tràng, những đức lo lắng quá đầy đủ cho quý thầy. Quý thầy không còn gì phải suy nghĩ, những đức nói với thầy một câu: quý thầy cứ chân thật mà làm đi. Lúc nào quý thầy nói con làm được, tôi làm được, những đức giao quý thầy làm, những đức không dành đâu. Còn nếu cần những đức hỗ trợ, những đức sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ cần quý thầy nuôi người già thôi, những đức không cần cái chỗ đó đâu. Quý thầy làm được, những đức giao cho quý thầy. Còn nếu nói đệ cần huynh hỗ trợ, những đức sẽ mãi mãi là người phía sau hỗ trợ. Quý thầy cứ làm đi. Lúc nào quý thầy nói đệ làm được rồi, những đức rút chân liền, không nói câu gì chứ. Không có nói rằng tạo ra là cái của mình gì hết chứ. Quý thầy tạo ra là cái của quý thầy đó. Những đức là người phía sau hỗ trợ hết mình, cần cái gì lo hết cho luôn. Tại vì sao? Vì quý thầy nuôi người già, những đức có cái tâm nuôi người già. Quý thầy chỉ cần nuôi người già là được rồi, những đức không cần những gì khác, ai làm cũng được. Chỉ cần người này chịu nuôi người già, chịu lo cho chúng là những đức sẽ hỗ trợ hết mình. Anh em những đức nói rất rõ ràng, nên tình anh em nó đặc biệt lắm quý vị. Không bao giờ nghi kỵ về danh lợi thì tuyệt vô cùng. Vì quý thầy đâu có giữ tiền bạc gì đâu. Nên hàng Phật tử mà đi về chùa mà quý thầy nói chùa đang cần cái này, cần cái kia, cần cái nọ, quý vị cứ lánh mặt đi chỗ khác, không có đụng vô. Những đức tin 100% tất cả những việc gì trong chùa mình cần sử dụng, một, nếu những đức không có, những đức sẽ nêu cho quý vị nghe. Còn nếu những đức không nêu là tất cả việc đó những đức đều lo được hết hoàn toàn. Không cần quý vị phải bận tâm đến, chỉ cần về đây lo niệm Phật là được rồi. Lễ lọc xong hết rồi đó, chiều nay chỉ cần hợp nữa là xong. Tượng Phật hay bất cứ chương trình gì xong hết rồi đó, quý vị không cần phải bận tâm lên. Chỉ cần chịu về đây lại 1000 lại cho tôi. Cảm ơn. Được rồi. Nói không, về đây lại Phật quý vị, lại Bồ Tát, lại Phật á, quý vị phát ra một cái tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm là được rồi.
Nó để cho quý thầy mình tu hành, chứ đừng bao giờ mà nói mà có tiền bây giờ con muốn tu phước. Tu phước nó phải có trí tuệ. Đụng đâu cũng tu tầm bậy tầm bạ, nó mang quả cho chính mình, không giúp được người ta mà còn hại người ta nữa. Ở trong chùa này những đứa điều tiết cái gì kỹ lắm, làm cái gì là tính kỹ. Những đứa nhìn sơ qua cần làm cái gì là những đứa làm, nó có cần cái kiểu mà nói mà gọi là những đứa kỹ như thế nha. Anh em mà sống với những đức mà cái gì nhỏ nhỏ mà làm mà tự ý làm, hoặc là kêu gọi Phật tử mua cái này mua cái kia cho họ là những đức mới chịu đâu nghe. Không có thích Phật tử gì luôn á. Phật tử gì những đức cũng không thích nữa. Đó là mầm mống của cái họa hại, hư hoại đoàn thể. Đoàn thể là nó phải quy về một người thôi. Nó quy về một người thôi. Từ xưa giờ những đức đến bên cạnh Hòa Thượng, những đức chưa bao giờ làm cho Hòa Thượng bận tâm về cái cuộc sống. Hòa Thượng rất là yên tâm về bên mảng những đức. Nên Hòa Thượng nói một câu á, bây giờ ổng lo hết trơn rồi, tôi không có bận tâm, tôi lo cái chuyện của tôi. Thấy không? Những đức lo tất cả những việc nhân sự hết trơn, hai bên đậu tràng rồi. Nó từ nơi đó tất cả anh em là chỉ cùng chung tay những đức thôi. Hàng Phật tử là về đây tu thôi. Còn cái gì muốn cúng dường bỏ tùng tam bảo, không có dính một vị thầy nào hết trơn á. Vì mà làm đúng gì đi là quý vị tu tuyệt luôn á. Những đức nói với quý vị biết rằng á, đừng có nói rằng là tu phước ngon. Nó không có phước mà nó có quà cho quý vị đó. Có những người người ta miền ngoài đâu quý quý thầy lắm. Nhà người ta giàu, người ta xây bao nhiêu cái phòng VIP ngon lành, không quý thầy đi đến là có chỗ ở ngon lành, hoặc ra tới sân bay rước quý thầy này kia. Những đức nói hại người chứ giúp người. Muốn giúp những con người đó là phải con người đó có tâm tu. Đối với họ về danh lợi không bị dính thì họ có cái Phật sự thật sự thì mình giúp. Còn những người mà bơ tới ngày đi chỗ này đi chỗ kia mà mình dung dưỡng cho họ là mình đang hại họ đó. Không phải giúp, không phải là hộ trì, mà là hại người. Hại người chứ không phải giúp người đâu. Để biết cái làm gì phải hiểu. Những đức mà có được ngày hôm nay một chút tư tưởng này là gì? Là nhờ mười mấy năm nay những đức không đi đâu. Những đức không bao giờ thân thiết với bất cứ một Phật tử nào. Nhưng Phật tử nào những đức cũng cảm thấy mình thương người ta chân thật từ nội tâm mình chứ. Thật sự mà nói, những đức mà thấy Phật tử mà vui, những đức cũng mừng giùm quý vị. Những đức không có nói chuyện với quý vị nhiều, nhưng mà trong lòng những đức rất là muốn quý vị học Phật, quý vị được an vui, gia đình được hạnh phúc. Cái này là nói thật lòng á. Chứ ngoài ra mình không có thích gần gũi nói chuyện nhiều với người ta. Là vì sao? Vì những đức biết rằng á, khi gần gũi nói chuyện nhiều là nó xảy ra vấn đề sau này á. Khi mà trở ngại cái gì rồi là hận nhau nhiều lắm. Phàm phu mình là ưa có thương thì đội trên đầu, mà ghét thì đạp xuống chân. Thôi, tôi cũng không muốn quý vị đội trên đầu, mà tôi cũng không muốn quý vị đạp tôi dưới chân nữa. Tôi muốn lưng lửng. Nên từ nơi đó thôi, tôi không có thân thiết với ai nhiều quá đáng. Nhất là phái nữ. Phái nữ là tôi không thân nhiều quá. Cái này là tôi tiêu chuẩn sống của tôi. Tôi không thân với phái nữ nhiều quá. Nên, có chuyện gì trong nội tâm mà không cởi mở được thì gặp nhau chia sẻ vài câu thôi, đúng không? Nói rồi thì nghe rồi thì tu đi. Chứ không có kiểu mà gặp nhau chia sẻ hoài mệt lắm. Không có chia sẻ nhiều quá mệt lắm. Nó ngồi nói dòng do, nói nhiều quá thành mệt, đúng không? Mà thành phiền phức á. Dính mắt nhau nữa, đúng không? Chứ tìm cái nó là không có chịu. Cái kiểu mà đi đến chùa mà mua cái này mua cái kia cho mình không thích vậy. Tôi có quyền tôi mua, tại vì trong chùa có nhân sự lo hết trơn rồi. Mua tôi làm gì? Đừng có mua đồ, đừng có mua quần đùi, đừng có mua nảy nọ cho tôi không chịu. Trời ơi, tôi có quyền tôi mua cho tôi. Có người trong chùa những đứa đặc trách có nhân sự lo hết trơn luôn quý vị. Chùa mình có nhà may, hai bên nào cũng có nhà may chứ á. Đồ trong chùa, đồ may, đồ trong chùa là đồ toàn bộ may, chất lượng may, đúng đồ trong chùa luôn. Nên từ nơi đó màu vải, đồ là toàn là được chọn lựa đàng hoàng. Chứ không có cái chuyện mà bận màu tầm bậy tầm bạ. Nó nên thí dụ như trong chùa mấy cô mình thấy không, đồ màu lam hoặc là màu nâu cho đàng hoàng, chứ không phải mà gọi là bận màu sáng quá cũng không được, thấy không? Sáng mà mỏng quá, xanh lè xanh lét trắng xác coi cũng không được. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như mình là ông thầy thì bận bộ đồ mà cái bộ đồ mà nó màu nó sáng quá sáng, hoặc là cái màu trắng phao, tự nhiên thấy ông thầy này yếu vậy, thấy ông thầy này yếu làm sao, phải không? Mình nó tu hành nhìn nó phải phong trần chút, không? Đàn ông mà nhìn nó phải phong trần chút, nó mạnh mẽ. Con người nó nhìn nó mạnh mẽ nó mới tu đạo được. Người yếu ớt quá tu đạo được đâu.
dễ bỏ cuộc. Nên chúng ta đừng nên dung dưỡng quý thầy quá. Đừng có nghĩ người ta đi tu tội nghiệp, người ta mà dung dưỡng người ta là hại người ta đó trời. Nó khổ một chút nó mới tu được, hiểu không? Khổ một chút thì mới tu được. Như những đức thì thấy không, nó không đến nỗi quá khổ, không đến nỗi sướng quá đâu. Trung đạo, tại trải qua thời gian ta khó khăn rồi, bây giờ cũng có cái duyên sống với đại chúng tương đối chung chung, nhưng mà đặc biệt là vui mỗi ngày. Đó là cái điều mà hàng Phật tử khắp nơi nơi mà nghe, riêng chùa mình không, đi về đây lo niệm Phật thôi. Mình đàn bà đã có chồng rồi, đi về chùa cũng có ngồi nói chuyện với quý thầy chứ, nó mệt mỏi lắm. Mình nghe những đức mà nghe những đức cũng đau chân, ngồi chi cho nó nhiều, nói tới lui thì cũng là trong cái câu những đức nói thôi, chạy khỏi không, đúng không? Những đức nói quý vị nghe, bị làm chưa hết, đúng không? Gặp chào giả lão một hai câu thôi, nghe chưa? Còn cái gì mà những đức mà nhờ làm giùm là phải lấy tiền rõ ràng. Đó là tôi nhờ không có được, không có được nhờ xong rồi con cúng dường, cái này là mai mốt khỏi chơi chung luôn. Vì sao? Tôi nhờ rồi mới cúng dường thì mai mốt tôi đâu có dám nhờ. Không lẽ bây giờ mỗi lần mình nhờ người ta, người ta không lấy tiền, mai mốt mình nhờ nữa, vậy là mình không khác nào mình có cái tâm nhờ người ta để mà người ta cúng dường hả? Mình đã nhờ người ta là mình đã tính trước cái chuyện mình phải có tiền trả mới nhờ. Còn nếu như mà mình không đủ duyên thì mình không nên nói một cái gì hết trơn á. Có sao sống vậy? Còn đã nhờ rồi là phải lấy tiền, còn khi cúng là phải tự phát tâm. Nguyên lý là nó như vậy đó. Nhờ một chút xíu bây giờ cũng phải lấy tiền nữa. Nhờ. Còn khi mà cúng là tự cúng, nguyên lý luôn, chuẩn luôn, không có nói rằng nhờ mà không lấy tiền. Nên những đức kỵ nhất đối với quý thầy, quý sư cô trong chùa mình, chùa mình nghe, tôi nói chùa mình, những đức mà đi vòng vòng, những đức thấy người xuất gia trong chùa mình mà người nào mà gặp Phật tử ngồi đi xe hơi đồ đến, ngồi xuống một cái mà be đến nói chuyện, những đức gặp một cái không lẽ những đức bay là những đức đánh người này, kỳ cục gì đâu trời, ngoài đời mà mình còn không làm được cái chuyện này. Nó mắc cỡ nhất là gặp sang bắt hoàng làm họ. Cuộc đời những đức lúc còn nhỏ nghe quý vị, đi qua nhà thằng bạn chơi lúc còn nhỏ xíu, lúc 60 tuổi, thấy mẹ nó đi chợ về là lúc nào thấy từ xa mẹ nó, bóng hình bóng của mẹ nó từ xa đi về là những đức thui thủi đi qua cầu đi về nhà. Người bạn những đức còn nhỏ nó hỏi vì sao mà mỗi lần bạn tôi đi chợ về mà bạn đều đi về kỳ cục. Những đức nói tôi không muốn nhìn bạn ăn, tôi thèm. Thật sự thèm quý vị, nhìn người ta ăn mình thèm. Tôi không muốn bạn bẻ cho tôi một miếng đó cho tôi. Tôi không muốn ăn một cái miếng bạn bẻ thừa thải đó cho tôi. Thà tôi thèm tôi tự đi về, có khi tuổi thăng quá ngồi khóc, chứ ngoài ra không bao giờ ngồi đó đứng đó để nhìn bạn ăn mà tôi về miệng bẻ cho tôi một miếng thừa thải. Nhớ. Có nghĩa là chứ đừng có nói mình đi tu hành mà đối với cái người ta giàu, mình gặp người ta mình be be đến gần, ta coi thường Phật pháp đó quý vị à. Chúng ta một mình sống có thiếu thốn bao nhiêu đâu, bao nhiêu tiền đâu quý vị. Không chi chùa mình mà lo đầy đủ hết trơn, mà những đức nói mà quý thầy quý sư cô trong chùa mình mà nói mà gặp Phật tử rồi mà be be đến gần nói chuyện là những đức ghét lắm. Đừng có nói mà những đức mà dị người đó mà công đó đi. Những đức mà thấy là những đức sắn thẳng nó luôn, hỏi đi vô. Trời, tại vì sao tôi đây tôi lo hết trơn rồi, tôi có quyền nè, được không? Phải tôi mà lo thiếu thốn thì tôi không nói được, đúng không? Tôi lo đầy đủ, tôi lo quá trời luôn, tôi lo đầy đủ hết trơn luôn. Đồ đạc ăn uống cuộc sống cái gì tôi cũng lo, đi đến đây ngồi làm cái gì? Người ta nhà giàu kệ người ta, mình đến mình ngồi bé bé ngồi gần ta làm cái gì? Bất chuyện. Hoặc những đứa kỵ nhất mình người xuất gia, hàng Phật tử người ta giàu người ta ngồi mà mình đứng mình nói chuyện phong long với người ta. Những đứa thấy phản cảm người xuất gia của mình, tội nghiệp người xuất gia mình. Đúng ra cái vai trò người tu hành của mình là cái vai trò cao lắm mấy vị. Vai trò người tu là vai trò cao lắm á. Đệ tử Đức Thế Tôn, Đức Phật mà trong tăng đoàn gọi là Phật Pháp Tăng, ba ngôi báo quý giá vô cùng mà chúng ta bị hạ cấp quá mấy vị. Nên thời đại bây giờ chúng ta người tu bị hạ cấp. Nên hàng cư sĩ người ta kính trọng là do gì? Phải có đạo đức một chút.
ít gì cũng phải có đường chút xíu gì không. Thì cái hương vị tu đạo nó đặc biệt lắm mấy vị. Những đức tu mười mấy năm nay, những đức an lạc, ít gì nó cũng có tư tưởng một chút, không đến nỗi. Quý vị coi tất cả Phật tử ngồi đây có bao giờ những đức đến gần quý vị, những đức hỏi một cách nào không? Chưa bao giờ luôn. Có khi ngày xưa ban đầu mới xuống đây khó khăn vô cùng, nhưng mỗi ngày cứ phiên các cụ già cố gắng niệm Phật, chứ dám hỏi ai. Ngày qua ngày nó cũng qua đi, nó có những ngày tháng thăng trầm vậy nó mới có ngày hôm nay cứng cỏi chứ. Con người mình sống trên cõi đời này mà gặp việc khó thì chạy, điều là muốn nương dựa người ta, thì cả đời của người mình trở thành kẻ yếu đuối, không thể nào mà mạnh mẽ được. Nên những đức không chịu người tu mà quá yếu đuối vậy à. Nên những đức là ông thầy chùa tôi nói cũng gan, người ta nói đi tu, mình là người xuất gia gặp nữ không dám nhìn, những đức nói tôi nhìn lòi con mắt luôn cũng nhìn chạy ai chứ. Tôi nhìn cái gì, tôi nhìn cái đấy đó được không? Tu là tu, nhìn là nhìn à, tôi chạy ai chứ á. Tôi thà tôi nhìn con mắt tôi nhìn xong rồi tôi buông ra còn hơn là ông nhìn bằng cái tâm ông, mệt quá đi. Giống như cái câu chuyện của ngày hư vân đó. Nghĩa là ngày hư vân đi chiều bái á, bắt đầu đi đến một con sông, lúc đó có mấy huynh đệ đi lại theo, xong cái tự nhiên cô gái đẹp đâu xuất hiện, không dám qua sông, thì nhờ ba ông thầy mà đi theo ngày hư vân á, con muốn qua sông mà nước chảy mạnh quá con sợ quá, thầy có thể cõng con qua bên sông được không? Ba ông thầy kia nói không được, không được. Người tu hành tứ đại giai không mô Phật, xin thí chủ đừng làm thầy động tâm. Thí chủ đừng làm thầy động tâm. Là sao cái cô đó, cô đến cô gặp ngài Hư Văn. Ngài Hư Văn ấy vậy là bậc cao tăng, ngài Hư Văn thời đó còn trẻ. Thì bắt đầu là cô cũng nói rằng nước sông chảy mạnh quá, con muốn qua sông mà con không dám qua, thầy có thể cõng qua sông được không? Ngài Hư Văn nói được, lên vai cõng qua nha. Khi ngài Hư Văn ngài cõng qua thì ba ông thầy đi phía sau cứ nghinh bật, cứ chách lưỡi, trời ơi tu hành mà cõng con gái đẹp kỳ cục ghê vậy, mà tu hành cái gì. Xong cái qua tới xong rồi cái ngài Hư Văn ngài để cô gái xuống, cô gái cô bỏ đi, ngài Hư Văn tiếp tục lại nữa. Còn ba ông thầy thì phía sau cứ nghiến răng hoài, không được không được, phải đến hỏi Hư Văn này mới được, tại sao người tu hành mà dám cõng cô gái đẹp như vậy, phải hỏi mới được. Cái lợi cái chặn đầu ngài Hư Văn hỏi, vì sao ngài tu mà ngài cõng cô gái đẹp? Cái ngài Hư Văn ngài nói cổ đẹp ở đâu, nó còn nói nữa hả? Đã cõng rồi mà còn nói cái gì. Xong ngài Hư Văn ngài nói tôi cõng cô gái đó qua sông là giúp cô, nhưng xong rồi cô đã đi rồi, vì sao quý thầy cõng lên vai chứ hả? Người ta cõng mà không có sao, còn mấy ông không cõng mà có sao? Người ta cõng xong người ta buông xuống, còn mấy thầy thì cõng lên, cái này mới chết. Cuối cùng ba ông gớt đi dọc đường gớt sạch nhách hết trơn, sáu ông gớt hết trơn luôn, còn có mình ngài Hư Văn là giữ được tâm đạo. Tu hành là cái tâm tu của mình là quan trọng, phải không? Cái tâm tu là vô cùng quan trọng, là phải phương hướng mình phải chuẩn xác. Còn dưới cái cõi đời này thì nó thật sự mà nó chà trộn quá rồi, nó tràn lan đại hải rồi, quý vị tránh nó đâu. Tu của cõi đời này là hoa sen, tu của mình không phải là hoa sen dưới bùn mọc lên đâu, mà hoa sen chúng ta là từ trong lửa mọc ra đấy. Vì suy nghĩ đúng không? Rồi cái cõi đời này bây giờ quý vị tu á, nó không phải là sen từ bùn mọc lên nữa, mà sen này từ trong lửa mọc ra. Cái cõi đời này bây giờ ngũ dục lục trần nó mạnh cực kỳ, vật chất nó phát triển mạnh cực kỳ luôn, cái sự cám dỗ cao độ ngày xưa quá mạnh. Nếu như chúng ta không ở trong cái ngũ dục lục trần này mà tu, làm sao quý vị luyện được công phu? Trốn ở đâu bây giờ? Quý vị coi bây giờ dùng quê dùng gì cũng có điện thoại, nó cầm một phát rồi nó coi toàn thế giới à, nó coi tùm lum tùm la chứ quý vị giờ trốn ở đâu? Chỉ có cái tâm tu quý vị là quý vị có tâm tu hay không thôi nè, đi đường dài nè, không? Thôi tôi bây giờ tôi cũng không biết trốn ở đâu luôn nữa, tôi đối mặt với sự thật mà thôi. Đúng không? Đó, đi chùa bây giờ cũng đông đúc á, Phật tử về cũng nhiều Phật tử chứ. Nhiều Phật tử thì cũng có tâm tu, nhiều Phật tử thì cũng muốn tu, nhiều Phật tử thì cũng chưa muốn tu.
Nhiều lắm, trời ơi. Nhiều cô gặp hỏi tùm lum chuyện hết trơn á. Gặp chuyện gì, phan chuyện này, hỏi chuyện gì, trả lời chuyện này. Muốn hỏi cái gì, hỏi. Hồi có nhiều bà mới nói, bây giờ con đang mang bầu làm sao đẻ dễ thầy. Những đức nói, tới ngày đẻ bà sẽ biết. Nghĩa là muốn sao vậy, đáp gì. Bây giờ đẻ bà cũng hỏi là như đức nói, tới ngày đẻ bà sẽ biết. Cố gắng mà gặn đi sẽ đẻ được mà thôi. Thấy chưa? Ôi gặp sự việc nhiều lắm. Bây giờ nó là người tu hành của mình bây giờ, nó tứ đại giai không, nó không hay không hay là có. Chúng ta nói bằng cái miệng thì được hay lắm, nó không có không gì đâu, có hết trơn. Tu không có niệm Phật này có hết, nó không xạo. Ví dụ như bây giờ những đức này tu hành vậy mười mấy năm, ngày xưa là ngoài đời là như mê người nữ lắm, gặp nữ là nhìn xấu đẹp cũng nhìn qua một cái tính sao. Kỳ cục vậy đó, gặp lùng cao gì cũng tính sao, đúng không? Bây giờ đi tu rồi, đi tu rồi cũng vậy, đi tu mười mấy năm nay tu rồi tu, nhưng mà gặp người nữ cũng kệ mày chứ sao giờ, đúng không? Ngày xưa thì mình nhìn, mình mơ, mình mộng, mình ước, mình ao, mình khao, mình khát. Bây giờ mình nhìn xong, xong được rồi, được nhìn được rồi, đúng không? Còn nhìn mà không cho nhìn nữa, vậy chắc tôi sẽ đi về đâu khi cặp mắt tôi không thấy, đúng không? Vậy coi á, dù là cặp mắt nó có mù đi chăng nữa nhưng mà tâm nó cũng hướng à, chứ không có đơn giản đâu. Cái này là cái túc nghiệp mỗi con người chúng ta. Nên tu hành là gì? Là cái tâm mình muốn tu giải thoát hay không đó. Còn đối với cõi đời này, gì đẹp, gì xấu, gì sang, gì giàu, là đó là giống như nó cho quý vị một sự trải nghiệm của cuộc đời để cho quý vị nhìn thấu thôi. Trong cái danh lợi và đẹp xấu này, có khi nó cũng là lòi lửa mà để đốt cháy chúng ta của cuộc đời này đó quý vị. Có những người chúng ta chạy theo danh lợi, nhưng mà cuối cùng cái sắc đẹp trước mắt chúng ta nó là lửa rõ ràng. Quý vị coi, có những người đẹp mà bao nhiêu người thương yêu, người ta tưởng nó người ta là người cao vọng lắm, ta được nhiều người nương niu chiều chuộng, không ngờ một ngày nào tàn phai hương sắc, thì lúc đó người ta bỏ rơi mình. Quý vị thấy rõ ràng là trong cái sự thương yêu đó, nó là lửa đốt chúng ta tàn phai hương sắc, đúng không? Và cuối cùng nó làm chúng ta thất vọng với cõi đời này, thì lúc đó quý vị nếm được cái hương vị khổ đau thì giống như nước sôi chế vô tay, lúc đó quý vị phải buông xuống thôi. Nên nếu có cái tâm tu thì nhất định phải buông xuống à. Không buông bây giờ sớm muộn cũng buông, từ khi không có tâm tu thôi. Không có tâm tu nói gì nữa giờ. Nếu thật sự mình có tâm giải thoát thì nhất định mình phải buông xuống thôi à. Cầm cái gì cũng phải buông xuống hết trơn á. Vậy thì quý vị tự tại không? Cầm cũng tự tại, mà buông cũng tự tại, có cũng tự tại, mà không cũng tự tại luôn. Vì sao? Vì tôi biết không có cái gì tôi cầm được hết. Nguyên lý này quý vị nắm được nè. Người tu không tịnh độ là gì? Một câu Phật hiệu này niệm, chân thật mà niệm. Còn dưới cõi đời này, trong hoàn cảnh sao thì sống được trong hoàn cảnh đó mà vô cùng an lạc, vui vẻ. Wow. Này không phải nói xạo đâu nghe, nói thật á. Sống trong cái ngôi chùa đông gì thì biết những đức nói thật á. Những đức đã gặp hết, trạng nào cũng gặp hết chứ. Đều lướt sống qua hết luôn, không có chạy ai chứ. Từ nơi đó những đức sống rất là vui, có gì đâu. Nếu mà nói về ngày xưa, những đức bây giờ vui quá trời luôn. Vui mà tự tại nữa chứ. Nó quý vị coi, những đức đi tu phần nhiều cái gì những đức cũng có chứ. Đầy đủ hết trơn. Nhưng mà những đức cho lên một bài toán đáp số với cuộc đời mình. Không có gì đâu, mày đừng có nặng nề vào nó anh chị. Vậy thì được rồi đó. Chứ không phải đá đổ nghe. Không phải đá đổ nè. Ví dụ như vị ngồi đây có những người vị học Phật rồi, bây giờ nói con buôn xã, nhà con giàu con xã tầm bậy. Giàu thì thấy cái chỗ nào tốt, được thì làm, được thì làm, tốt. Còn không làm được thì thôi. Còn chứ không phải đá đổ nó. Nhưng mà ngày xưa mình nặng vào cái chuyện danh lợi này quá. Nhưng bây giờ mình học Phật rồi, đối với danh lợi này thì không nặng nữa. Thì được, đúng rồi đó. Vậy là thôi, chứ không có gì mà đá đổ nó chứ. Còn bất cứ lúc nào mình ra đi thì mình phải ra đi thôi, đúng không? Nó nhẹ nhàng vậy đó.
Với cuộc đời sống vậy thì quý vị quá tự tại. Những đứa có được niềm vui này là do như vậy mà ra. Nên có một đoạn nè, chắc là hay nè. Để được vãng sanh sang cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện vậy. Nếu nói về niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không có hạnh nào bằng niệm Phật. Vì niệm Phật là bổn nguyện của Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Quý vị nhớ nè, quý vị niệm A Di Đà Phật là bổn nguyện của Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Cái sự tu của ngài, quý vị, mười phương chư Phật không so sánh bằng. Thí dụ như mười phương chư Phật, mỗi một vị Phật tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, Phật A Di Đà tu vượt qua luôn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vượt qua luôn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ngài tu thành Phật rồi, ngài không thành Phật, ngài tiếp tục phát nguyện và tiếp tục tu. Và mỗi một danh hiệu Phật ngài lấy tinh hoa, ngài tu tiếp tục, tu tu tu, thành tựu hết tất cả những cái nguyện của chư Phật và phát ra cái nguyện thế giới cực lạc. Quý vị nghĩ Đức Phật A Di Đà tu cỡ nào? Thí dụ như giờ một vị Phật ngoài Phật A Di Đà, ngài tu thành Phật rồi thì ngài đem nguyên cái phương pháp mà ngài tu của ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngài đưa cho quý vị phải tu theo giống như vậy. Ba đại A Tăng kỳ kiếp quý vị thành Phật, tu đạt tiêu chuẩn thành Phật. Còn Đức Phật A Di Đà ngài tu hoàn toàn thành tựu, ngài phát nguyện thôi. Rồi ngài thấy lấy danh hiệu A Di Đà Phật, ngài chỉ chúng sanh niệm ta tiếp dẫn. Giống như ngài xây lên một cung thành đẹp vô cùng, ngài nói chỉ cần gọi ta đến rước gì. Còn ngoài tịnh độ thì sao? Còn ngoài tịnh độ thì quý vị tu y rang như vị Phật này luôn thì mới xâm nhập vào cảnh giới của Phật đó. Dễ không? Còn có môn tịnh độ, chúng ta chỉ cần chân thật niệm của Phật hiệu này thôi, gây dựng tín nguyện cho thật kiên cố, tính là tin không một chút nghi, nguyện dù gặp cảnh ngộ tan nhà mất mạng cũng nguyện cầu sanh cực lạc. Chỉ như vậy thôi, đó là tin tưởng ngài, ngài đến tiếp dẫn. Trời ơi, cái này rèn luyện không đơn giản đâu quý vị ơi. Nên cái môn tịnh độ này nó rất là dễ, cũng vì quá dễ mà ta không tin nè. Cũng vì quá dễ mà mình nghi nè quý vị à. Cũng vì quá dễ mà nghi. Nó quá dễ rồi nên nghi nó chứ không gì chứ ha. Rất là nhiều người bỏ cuộc là vì nó quá dễ nên không dám tin rằng dễ như vậy mà thành tựu lớn như vậy. Đừng có nói là phàm phu chúng ta nghi, bậc A-la-hán cũng nghi. Đừng nói là bậc A-la-hán nghi, Bồ-tát chưa đạt đến cảnh giới cũng nghi tịnh độ luôn. Vì sao? Vì các ngài tu quá cực mà được có chút xíu. Còn mình tu không cần phải nói đến, vậy mà được lớn như vậy, ai tin không? Bạn không tin cũng không được. Vì riêng pháp môn tịnh độ này là do nguyện lực của Di Đà mà thành tựu cho chúng ta chứ. Chúng ta không có bản lãnh gì hết trơn á, không có một bản lãnh gì cả. Tu như cỡ mình mà nói mình mà giải thoát mà địa vị nhất sanh bổ xứ hả? Quý vị biết địa vị mà nhất sanh bổ xứ mà nói về thế gian á, giống như đây là ông vua, còn thái tử là kế thừa ngôi vua. Địa vị của nhất sanh bổ xứ Bồ Tát là địa vị Bồ Tát cao nhất rồi đó quý vị. Địa vị nhất sanh bổ xứ là địa vị Bồ Tát cao nhất. Giống như thái tử mà kế thừa ngôi vua của cha. Một kẻ phàm phu bình thường như mình niệm Phật mà địa vị là gì? Nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa. Tin nổi không? Ngoài cảnh giới của mình suy nghĩ rồi thì thôi khỏi suy nghĩ nữa. Đó nói là ngoài cảnh giới mình suy nghĩ làm chi? Đúng là pháp môn tịnh độ này dành cho kẻ ngốc thì dễ thành tựu, còn dành cho kẻ thông minh lừng chừng là không có cửa thành tựu. Dành cho kẻ thông tông thông giáo quay đầu niệm Phật thì thành tựu, còn người thông minh tạp loạn thì không thành tựu. Còn kẻ ngốc nghếch chỉ biết niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc không cần suy nghĩ thì thành công. Đó. Nếu nói về thông tông thông giáo thì ta không có phần. Nếu bây giờ mà dành hết thời gian để học đạo thông tông thông giáo rồi quay đầu niệm Phật như chư tổ sư thì chúng ta học hết cuộc đời mình, đến chết cũng là chưa làm được cái chuyện thông tông thông giáo nữa. Còn làm cái việc mà như Dương Đầu Ngốc, bà già bán khổ,
đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, ông Thợ Giá Nội, thì chúng ta có phần, đúng không? Chúng ta nên coi lại cái vai trò của mình là vai trò nào để làm. Chư Tổ Sư đều nêu ra cái phần nào để cho chúng ta nhìn vào khả năng mình làm. Còn nếu như chúng ta muốn thông tông thông giáo thì cứ làm đi. Bà có khả năng thì làm đi. Vậy thì bây giờ bạn học lần chừng chứ ạ? Rất là nhiều người tu hành bị cái bệnh này mà không thành công. Bệnh này nè quý vị. Thí dụ niệm Phật, vừa đọc một đoạn sách của chư Tổ Sư, bắt đầu đọc vô một cái, ồ hay, đoạn này hay, phải chuyển phương pháp của mình để tu phương pháp này. Tu một thời gian bắt đầu đọc cái đoạn khác hay, ồ hay, bỏ phương pháp của mình, phải tu phương pháp này hay. Đây là người đời này tu không bao giờ thành công. Vì sao? Vì không có nguồn gốc. Người tu một đời này có thể thành công của tịnh độ này có cách nào? Câu Phật hiệu này cắm gốc cho chắc, ngay câu Phật hiệu này luôn. Đọc tất cả sách của chư Tổ Sư cũng được, nhưng tất cả những đoạn nào tinh hoa nhất tán thán tịnh độ thì lấy, đều lấy tinh hoa của tán thán tịnh độ, tinh hoa của tán thán tịnh độ. Chúng ta không nói gì những cái chuyện mà bài xích tịnh độ, chúng ta lấy tán thán tịnh độ, học ngay tán thán tịnh độ để chi? Để bồi ngay cái gốc niệm Phật chúng ta cho thật chắc, để gây dựng tín nguyện kiên cố tâm. Và nhìn vào chư Tổ Sư, vị nào dù là tu giỏi cỡ nào nhưng cuối cùng cũng phải niệm Phật thì Phật mới tiếp dẫn. Vậy thì chúng ta quay về nhìn mình nói rằng như vậy thì bây giờ mình niệm Phật thì chắc chắn Phật sẽ tiếp dẫn mình. Quy tâm tịnh độ thì tức khắc một đời tu không thối chuyện thì chắc chắn thành công đó. Phải học như vậy đó, chứ không có được đọc mà đọc tùm lum, không có được đọc quá nhiều, không có được đọc tất cả những văn tự mà nhiều thứ để cho người ta nghe, không được giải thích quá nhiều thứ. Vì sao? Vì phàm phu mình bây giờ nó nghe nhiều thứ là nó tạp nhiều thứ. Quý vị càng phân tách thì càng tạp. Nên những đức quy tâm niệm Phật thôi. Niệm Phật đi, niệm Phật đi. Có những người nói như thế nào tiêu nghiệp niệm Phật, như thế nào sống lâu niệm Phật, như thế nào được đẹp niệm Phật, như thế nào thành tựu niệm Phật, như thế nào giảng sanh niệm Phật, như thế nào thông minh niệm Phật. Tôi nói niệm Phật không được không? Có một cái cô kia cổ quen như đức ngày xưa có nói một câu: ông thầy những đức bây giờ nhiễm ai với đạo Phật rồi, cái gì cũng nói niệm Phật hết, nhiễm ô rồi. Như đức nói nhiễm ai về đạo Phật mà ô, cô ô thì có. Nhiễm ai về đạo Phật mà ô mà. Càng nhiễm ai về đạo Phật thì càng thông minh chứ ô gì. Cô tạp cô mới ô, xanh sao vàng giọt luôn. Trời ơi quý vị coi, phải như đức càng tu như đức càng mập không? Làm gì mà ô nhiễm? Ô nhiễm mà mập mạp khỏe mạnh vui hả? Thì coi bây giờ quý Phật tử về chùa quý vị coi, thì biết như đức hơn 6 năm nay, quý vị coi như đức phải càng sống càng tốt không? Càng sống càng vui quý vị coi, công nhận không? Nếu như quý vị biết như đức hơn 6 năm nay, quý vị thấy như đức càng sống càng khổ, càng sống mà càng mạt riệp từ đường thì quý vị thôi tôi không dám học theo, bèo nhèo quá đúng không? Cái này càng sống càng vui, càng sống càng tốt vậy được rồi. Nên mới nói rằng là niệm Phật hiện đời an vui đúng không? Hiện đời giải thoát. Đó. Ví dụ như quý thầy quý sư cô đến đây đi, mỗi tuần nghe gì nè, vậy đó mà nó ảnh hưởng nó thấm á. Giỡn đó trời, mưa lâu thấm đất á. Tại vì ít gì người ta cũng suy nghĩ ông thầy bé bỏng này mới tu thôi, đúng không? Mà nó làm một số việc vậy mình nên suy nghĩ lại cái phương pháp tu chứ, đúng không? Trời ơi, nó có cái sự suy nghĩ, mình phải có cái sự đắn đo suy nghĩ đi. Còn mình bây giờ mình tu có khi lâu mà sao mình thấy mình cực quá, mình thấy mình không có được cái gì, mà sao mày nói đơn giản mà sao người ta nghe kỳ cục cái trời. Ví dụ như bây giờ nhiều tối lại Bồ Tát Quán Thế Âm nít á, nó nói gì đâu, Đức lên có nói gì đâu mà ngộ nít nó ngồi nghe. Nhưng Đức nói lại Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu an cho cha mẹ, cầu siêu cho cha mẹ, bữa nay đến đây phải lại Bồ Tát Quán Thế Âm, cái con lại nghiêm túc. Rồi nói mấy câu xong lại đi, nó lại quá trời luôn vậy đó. Nó lại quá trời lại luôn, nó nghiêm túc, nó lại, nó không có dám cái gì chứ quý vị. Không biết làm sao vậy đó, không có nói cái gì hay ho gì chứ á, mà nó nghe. Là cái gì quý vị? Thương yêu. Thương yêu vậy thôi. Quý vị thương yêu người ta thương yêu quý vị. Quý vị đã thương yêu người ta thì người ta sẽ nghe lời quý vị thôi. Cảm nhận không? Bây giờ quý vị chân thật có gì thương yêu người ta đi, người ta sẽ thương yêu quý vị, không nói gì nữa. Còn mình ghét người ta ghét mình nè. Mình keo kiệt với người ta thì người ta keo kiệt với mình nè. Thấy không? Nên từ đó học Phật là học cái gì? Những cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Những cái gì mình không muốn tới mình, dẹp nó đi.
đừng có đem đưa cho người khác nữa. Nó vậy thì nó rất là đặc biệt. Có một cái chú này cách nay hơn 6 năm về trước quý vị. Ông vô chùa ông làm công quả, ông giỏi cực kỳ. Hồi xưa nhà nước mới xuống đây mua được hai chiếc xe Honda 50, chiếc 11 triệu 500 ngàn hai chiếc, để chùa chạy tới lui lui. Ổng thì nhà trên thành phố, lên chùa làm công quả, ông giỏi quá trời luôn. Ông cũng năm mấy tuổi, nhìn ông đàn ông nghiêm túc. Đưa ông chiếc xe, trong chiếc xe là có giấy xe luôn. Tại quy tắc của Nhân Đức là gì? Xe nào giấy đó, để làm chi? Lỡ có mắc thì người ta lấy được trọn gói, bán có tiền nhiều hơn. Suy nghĩ kỹ đi quý vị. Bây giờ nó mắc chiếc xe rồi là giữ giấy làm gì cho nó mệt thôi. Mày cực quá mới lấy được chiếc xe thôi, có giấy luôn, bán cho có nhiều tiền. Ăn trộm xứng đáng một chút, đúng không quý vị? Trả nợ người ta trả cho nó mau xong. Bây giờ mình nói giờ cái xe để đây, giấy mình cắt trong túi mình, lỡ nó lấy chiếc xe rồi nó đâu có dám đến lấy giấy, đúng không? Có lần chùa mình mắc chiếc xe, cái lần đó không biết sao mấy cô giữ giấy thì sao riêng biệt, nó lấy chiếc xe không à. Có lần những đức tu, những đức thông báo á, anh ăn trộm nào lấy xe, lỡ lấy giấy. Nói thật luôn á, đưa giấy thiệt á, không có giỡn đâu. Giữ giấy chi bây giờ trời. Bây giờ nó lấy chiếc xe cũng cực, thấy mồ luôn, nó suy nghĩ đắn đo, sợ ăn trộm, sợ người ta bắt đồ này kia, đúng không quý vị? Bây giờ lấy được chiếc xe không à, bán bao nhiêu tiền á. Bây giờ mở xe đồ ra bán đồ phụ tùng, đồ chạy chờ, đồ chơi không được nhiêu tiền, xe uổng quá. Thôi có tấm giấy, tao cầm tấm giấy tao cũng không chạy được. Thôi, chắc tôi thiếu nợ anh, đưa giấy luôn ra, bán đi. Nó thật lòng luôn, lỡ mắt rồi mắt luôn. Giữ cái giấy làm chi? Đúng không? Nó mắc heo, ai giữ dây heo? Thấy không? Nó, nên từ đó, đã mắc con heo rồi, đưa mày sợi dây cho mày buộc con heo kéo đi luôn. Tiện lợi, thấy không quý vị? Đây là nói thật lòng á, nên xe đâu giấy đó, mắc chiếc xe là mắc trọn gói luôn. Tôi muốn trả nợ cuộc đời này, trả là trả cho xong, không có trả dòng do gì chứ, trả cho xong luôn. Đây là nói rất thật cho quý vị biết á. Ừ. Nên từ nơi đó cái chú ông cầm cái xe 50 mà để giấy xe cho ông luôn đi. Ông nói thầy, thầy cho con xin về nhà thăm nhà mấy ngày xong xuống. Thì nó nói, chú chạy xe đi luôn đi. Ông chạy là mất tiêu luôn. Tới bây giờ không thấy ông. Hơn 6 năm. Hồi xưa mới xuống đây mua được hai xe 50, nhà Đức nói thờ này thời điểm khổ mà. Lấy xe mà lấy lúc này, đợi mai mốt giàu đi rồi lấy. Nói, thôi thôi lấy rồi thôi, đúng không? Để biết rằng hôm qua con của ông lên nó nói ba con chết. Trước khi ông chết ông nói ông có lỗi với thầy, thờ thầy khó khăn mà ông lấy xe của thầy. Thì những đứa cũng quên mất tiêu. Những đứa hỏi ông đó là ông nào, đưa hình thì những đứa thấy biết ổng. Xong những đứa nói thôi chuyện đó những đứa quên mất tiêu rồi. Rồi cô lên đây làm gì? Nói ba con kêu đem xe trả lại cho thầy. Coi đúng là của thiên trả địa. Của mình thì sẽ là của mình thôi, đúng không quý vị? Của mình thì của là của mình thôi, nó phải đi về mình thôi, đúng không? Bây giờ mình có từ chối nó cũng phải quay về mình thôi, đúng không? Nên tất cả các ông các bà có vợ có chồng với nhau mà lỡ vợ mình nó bỏ mình thì kệ nó. Mình cũng nói thật lòng rồi, mình cũng nói ra lý do là bây giờ vợ chồng có con cái mà em bỏ anh vậy thì con mình sẽ khổ, nó sẽ xa mẹ, thiếu tình mẹ, nó tội nghiệp nó lắm em. Nhưng con đàn bà này nó quyết định bỏ mình rồi, đúng không? Thì nó cái gì nó cũng nói được. Thôi anh đừng nói nữa, tôi không còn tình cảm với anh đâu, anh hãy buông tha tôi đi. Trời trời, hồi xưa em chịu anh mà giờ buông tha gì mà buông tha. Hồi xưa em chịu anh bây giờ sống với nhau có con cái mà bây giờ chúng ta cùng nuôi con với buông tha gì. Phải chi mà chưa có con cái gì chứ thì cái nếu không thương nhau nữa thì thôi, nhưng bây giờ có con cái buông tha gì buông tha. Nó thôi thôi anh đừng có nói vòng vo nữa, tôi quyết định bỏ anh rồi. Vậy giờ em quyết định rồi phải không? Quyết định. Vì quyết định thì thôi, tôi phải nuôi con tôi thôi. Em cứ đi kệ em. Không, em nhớ em là đàn bà vậy con không được đâu, đúng không? Rồi sau này em sẽ gặp thằng khác nó sẽ quýnh em theo tôi. Tôi thương bao nhiêu thì nó sẽ quýnh em bao nhiêu, em nhớ lời tôi nói đó. Nhưng mà tôi cũng xin chúc em hạnh phúc. Em hãy đi đi.
Thấy chưa? À, nói một câu đơn giản thôi quý vị không? Do thời gian bị bính đe tua đúng không? Mình là người đàn ông tâm lượng cũng lớn quý vị. À, bị đánh đi một vòng, bị đánh quá trời đánh. Con vợ quay về nói, anh, em đã thấm thiết rồi. Em bị thằng này đánh te tua chứ. Anh, cho em cơ hội đi. Mình nhìn đứa con mình. Thấy không? Nhìn đứa con. Thôi, cho em cơ hội đi. Mấy ông làm được mấy không? Khó không? Khó. Thì nó cũng là nó thôi. Cũng như chiếc xe hơn 6 năm quay về cũng là chiếc xe thôi. Nó chỉ là chiếc xe thôi quý vị không? Nên cái câu người ta nói gì? Chó liếm thì còn mà quạ tha mới mắc. Mình sống nên có tâm lượng lớn một chút phải không? Cái gì nó cũng là dai trả nhau cái cõi đời này thôi mà. Đừng có suy nghĩ gì cái ngã quá mà mình đánh mất đi một cái tình người phải không? Con người đến với nhau cũng đâu phải lúc nào cũng là như vậy thôi đâu. Nên từ nơi đó cái xe quay lại, Nhà Đức ra nhìn chiếc xe, Nhà Đức nói, đi hơn 6 năm rồi mà vẫn còn mới sao? Chủ xe này xài cũng kỹ á nha. Ông xài cũng kỹ, ông nói con ông là có lỗi Nhà Đức. Nghĩa là lấy xe của thầy đi luôn tới bây giờ. Hỏi ba con chết làm sao? Ba con chết thảm lắm thầy ơi. Bệnh đau te tua vô bệnh viện nằm chết chồng. Thì những đức nói phải chi ngày xưa ông đi theo những đức thì bây giờ ông đi xe hơi luôn, đừng nói xe Honda. À, ông vì quá gấp gáp nên ông chỉ có chiếc 50 mà ông còn bị mang tiếng cuộc đời. Nói vậy phải đi theo những đức bây giờ là đi xe hơi luôn mà còn gặp được nhiều người kính trọng. Hơn 6 năm nay theo những đức là quá ngon lành, chắc chắn là nằm trong vòng hộ niệm chết đẹp vô cùng. Đúng không? Được bao nhiêu người hộ niệm đúng không quý vị? Sai một ly đi ngàn dặm. Nên con người chúng ta đừng vì một cái lợi ích nhất thời chúng ta đánh mất đi chính cái tâm tư của mình là một con người quý vị, thấy không? Có rất nhiều người chúng ta vì vật chất chúng ta bị mù mờ không sáng suốt đó quý vị à. Nên tu học là vì vượt qua vật chất danh lợi mới được ha. Sống nó có ý nghĩa cuộc đời rồi, xe 50 thôi được. Bây giờ nói thật lòng xin Như Đức cho liền, nói dòng do nghèo cũng cho luôn. Tại vì tu hành hiểu quý vị. Nhưng mà làm gì thấy tội ghê. Kêu con đem lên trả lại, trả xe lại. Những Đức nói cái này tôi cũng không có suy nghĩ tới đâu. Nhưng mà thôi đó là sự chăn chối của chú. Những Đức cũng đâu có chạy xe đâu. Vì có ông huynh đệ, ổng đi tu mà ổng cũng không có xe ông đá ổng đi. Ổng đang bệnh đau đi mua thuốc uống không có xe. Mấy lần buông sinh Những Đức cũng nói được rồi, của thiên trả địa cho ông xe này luôn nha, cho người ta đi luôn xong. Của đã ra khỏi đôi tay mình rồi thì thôi cho ta xài luôn đi. Còn con người mà đi ra khỏi tay mình thì nếu người ta có cơ hội quay lại thì cho cơ hội. Người và của khác nhau quý vị nha. Của là để dùng thì cho người ta dùng thì được thôi. Còn người thì mình nếu giúp được thì giúp thôi. Hay gì? Người mà con người nó có linh tánh làm Phật. Nên lỡ người ta sai lầm rồi người ta quay lại mình nên cho người ta cơ hội. Nên cho người ta cơ hội đó. Nên từ nơi đó con người sống vậy tâm lượng nó mới rộng quý vị à. Nên cái gì khoan dung được thì khoan dung đi. Cuộc đời có mấy chục năm mà. Cuộc đời ngắn ngủi có là bao. Thấy không? Nên từ nơi đó chúng ta nên sống những ngày tháng làm sao mà nó đặc biệt nhất, tự tại nhất của cuộc đời mình. Đừng có buồn giận ai để trong tâm. Không? Nên các cô ngồi đây đông nghe Phật Pháp rồi, cái gì của mình là của mình nè. Các cô đừng có quá ghen tuông, bó buộc người ta quá, chịu không nổi đâu mấy cô à. Thấy không? Nên có khi có chồng xấu thì mặc cảm, có chồng đẹp thì ghen tuông. Đúng là cõi đời này là đúng là cõi khổ. Cõi đời là cõi khổ phải không? Xấu thì mặc cảm, đi với chồng xấu mắc cỡ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ ra đi với chồng xấu yên tâm. Ai nhìn kệ họ, không quan tâm để ý tới. Nhưng mà chồng mình đẹp trai, ai mà nhìn một cái mà chồng mình quay nhìn cái, nhìn gì? Tùm tớp rồi gặp cái nhìn này. Có nhiều bà mới ghen, ác đạn lắm, ghen. Ghen chịu không nổi với mấy bà luôn. Ghen mình đi đâu cũng hỏi. Chúng giỡn nó chịu không nổi đó mấy bà ơi. Mấy bà mà sống kiểu đó không ai chịu nổi với bà đâu.
nó chim lòng cá chậu người ta mà cá mà này mà ra khỏi chậu là nó lội đi luôn á. Chim này mà bay khỏi lòng là không dám quay lại, đúng không? Nên mình sống với cõi đời phải hiểu, chỉ đem những lời lẽ chia sẻ cho nhau thôi, chứ đừng có dùng cái hình thức gàn buộc nhau, nó không có hay ho gì đâu, hiểu không? Nên ví dụ như giờ người ta không thương mình nữa, không có lị tình, người ta không thương mình mà lị làm gì, người ta không thương mình nữa thì thôi, đường anh đi, đường tôi bước, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Lị tình làm gì cho nó khổ. Rồi có những người thất tình nó nhảy sông tự tử, bây giờ vô duyên thất tình mà nhảy sông tự tử, không đừng nên làm vậy. Nên cuộc sống mà làm gì mà chúng ta thất tình, chúng ta đa tình chứ không thất tình. Sống ở cuộc đời này chúng ta phải đa tình, phải rộng rãi tình cảm, nhưng không bị tình cảm buộc ràng, đúng quý vị. Những đức nghe ngày xưa ngoài đời nghèo nghèo chứ thường vui là nhiều, quý vị. Nghèo có tiền xài sạch như thế nào, hết tiền đi kiếm tiền xài nữa. Nên đi tu rồi nó cũng có cái tố chất này một chút đó quý vị, có tố chất này một chút. Nên từ nó đó đối với danh lợi nhẹ thì càng khỏe nữa, nhưng đối với danh lợi nhẹ rồi quý vị không có thiếu đâu, đối với danh lợi nhẹ không có thiếu đâu. Nên khi mình đi đến chùa mình cúng dường, người ta bảo mình đừng có so đo tính toán, đừng có tính toán với Phật, thấy không? Đi đến chùa cầm một cọc tiền bỏ vô thùng bảo rẹt. Đi ra ngoài về đi sơ ôm. Con không tính toán với Phật. Về chồng hỏi tiền đâu, cúng dường chùa hết à. Mày nói gì đừng có làm thiệt nha trời. Nhưng cũng đừng bao giờ lựa đồng tiền nhỏ nhất cúng cho Phật. Tâm này nhỏ quá. Nhưng nói cúng cũng được rồi. Nhưng mà phiên quý vị, đừng bao giờ cúng dường tam bảo mà lựa đồng tiền nhỏ nhất cúng. Tâm này quá bé. Hiểu không? Ít gì con người mình cũng phải rộng rãi một chút. Tại vì chính những đức học Phật, những đức thấy ra rồi. Tâm lượng lớn phước báo lớn à. Tùy theo tâm lượng quý vị mà tăng phước mau nhất. Những đức chuyển cái nghiệp rất là mau. Vì sao? Tâm những đức nó lớn quá. Suy nghĩ nhiều gì cho người khác, suy nghĩ nhiều về cho người khác đó quý vị. Những đức đang đặt 2000 cộng dây chuyền đẹp lắm, dây chuyền rất là đẹp, có hình Phật A Di Đà mà quý vị bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể cầm tượng Phật A Di Đà đó hộ niệm cho quý vị được. Ví dụ như có cái máy niệm Phật nhỏ đeo cổ và một hình Phật A Di Đà đeo cổ này rất đẹp, nhỏ xíu thôi, sống trong cõi đời nhiều kiếp nạn này bất cứ nơi nào cũng nhìn Phật A Di Đà. A Di Đà. Giảng sanh thấy không? Hình Phật A Di Đà đẹp nha. Cộng chuyền công nhận đẹp. Đang đặt 2000 cộng đó. Cái cô đặt giùm đó báo cho biết ngày giờ chừng nào có. Để chi? Để thông báo quý Phật tử biết trước một tuần. Cho người ta biết trước một tuần để người ta đi đúng ngày. Đúng không? 2000 cộng, đang đặt 2000 cộng rồi nha chị. Và đang đặt lo mà phương pháp tu 3000 cái về sẽ tặng quý vị thêm lần nữa. Nghĩa là dưới cái cõi đời này tiền bạc nên xài. Xài đúng nơi đúng chỗ luôn. Để chi cho nó mệt. Đúng không? Nên công nhận chùa mình dùng tiền thoải mái mà không thiếu tiền. Hay thiệt. Công nhận là hay thiệt luôn quý vị. Vì tin rằng không bao giờ xài tiền hết. Rõ ràng Phật nói không sai, càng bố thí càng nhiều, nhưng không suy nghĩ nhiều luôn thì nó vô cùng viên mãn. Đến một ngày nào nó hội tụ cho quý vị thấy. Rồi nó hội tụ thôi, đừng có nói nữa. Không bao giờ thiếu. Vì sao gia đình của mình mà nó thiếu thốn? Trời ơi, làm mà nó tiền vô của trước lọt của sau, không tồn tại. Vì cái làm mà nó có suy nghĩ tính toán. Cái bệnh mà gọi là Phật pháp mà chúng ta tu học mà do gì nó không phát phước thoải mái là do cái tâm không thoải mái này mà ra nè. Làm mà còn lo còn sợ. Thí dụ như bây giờ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý thầy quý sư cô đây rủ người đến lại, rủ những người tăng đi đến đây cùng lại, hàng Phật tử khắp nơi nghe công đoạn này, ai muốn cúng dường sẽ tăng ngày đó cúng, đúng không?
động viên tinh thần nhiều vị thầy, nhiều sư cô về đây tu. Chúng ta được có cơ hội tu phước tu duyên. Dù quý vị không bỏ tiền thùng Tam Bảo chăng nữa, quý vị cứ cúng dường chư tăng ni chút ít gì đó, để chư tăng ni có tiền xe đổ xăng rồi đi về, đúng không? Động viên chư tăng ni về đây tu hành đâu. Trời mà nói khỏi đời này, bây giờ đi đến này trước nhất, bây giờ tu hành nó phải trước nhất, nó cũng là một phương tiện gì cái nói đi. Còn dù như giờ mình có nó đầy đủ quá thì bắt đầu mình mở ra thoải mái, đúng không? Còn dụ như khi người ta chưa có hết trơn, bây giờ đi đến đây mà không có tiền đổ xăng về, nó khỏi đến luôn. Nói vậy nên trước nhất phải kết một cái nhân duyên gì đưa người ta đến đạo pháp từ từ đó. Nên á, chư tăng ni cái ngày diếu âm chắc nay về cũng đông đấy vậy, khắp nơi nơi ai nghe được, ai muốn cúng dường cho tăng ngày đó cũng lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong cùng nó cũng xứng đáng. Vì sao lại Bồ Tát Quán Thế Âm? Nhưng mà chư tăng ni ngày đó mà muốn có cái cảm giác nha, 500 danh hiệu lại một phát, lại hết mình với những đức đi rồi, vì sẽ có cảm giác lại xong rồi ngày mai đi không nổi luôn. Cái cảm giác đó vì sẽ biết liền. Trời ơi, lúc đó mà tự nhiên nghe, trên hư không nghe những tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ôi ôi, quý vị biết rằng tất cả các cô mà phá thai nghiệp chướng nặng nề rồi trong cái pháp hội lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, lại đi mấy cô lại tới cung 1000 lại, mấy cô lại đi, mấy cô lại mà ngày mai mà xương đồ mấy cô thịt đồ mấy cô mà nó ế ẩm hết luôn là biết rồi, nó tiêu nghiệp dữ lắm rồi nè. Rồi bắt đầu là vài ngày sau nó khỏe lại đó nghe. Mấy cô thấy mấy cô thư thái lạ thường lắm. Chỗ này là kinh nghiệm mà. Mới lại thì giống như nó mỏi, nó đau, nhưng mà ngộ ta vài ngày sau á, tự nhiên mấy cô có một cái gì, cái trạng thái gì lạ lắm kìa. Nhưng mà lại quen là không bao giờ bị đâu. Những đức mà lại xong Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, 1000 lại rồi, sáng đó là những đức còn làm việc quá trời luôn. Đi thì như bay, nhẹ người vô cùng. Đây là cảm giác lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị coi hồi tối con nít lại đó, 120 lại mà lại xong nó an lạc cực kỳ luôn. Ngộ thai, tại vì cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là từ bi tha thứ. Từ cái danh hiệu này mình niệm ra, tự tánh mình phát ra từ bi tha thứ. Nên có những cô mà ghen chồng cực kỳ đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, hết ghen. Kỳ vậy đó, lạ lắm. Còn có những cô mà rít rắm câu có lại Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên vui vẻ vì sao? Tự tánh Bồ Tát Quan Âm hiển lộ. Còn có những ông mà nhậu nhẹt, nhậu mà đến nỗi mà uống rượu, bỏ nhà bỏ cửa, bê tha, vậy mà đến lại Bồ Tát Quán Thế Âm về uống rượu, đắng nghét. Có đó quý vị ơi. Lại xong tự nhiên về nó chuyển nghiệp sao không biết nữa. Uống rượu nó đắng nghét uống được luôn, bỏ rượu luôn, chuyển nghiệp luôn quý vị. Trời hay lắm. Cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm á, là ngài từ bi tha thứ, khoan dung và thương yêu giúp đỡ. Để chi? Ngài đưa mình đến niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Hay gì đó. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài là một vị mà cùng hỗ trợ Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh mà. Nên ngài dùng cái phương tiện là vớt chúng sanh lên và đưa chúng sanh đến niệm A Di Đà Phật. Nên ngài mới để Phật A Di Đà trên đỉnh đầu. Trời Phật. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài á, là một vị mà hộ trì cùng với Phật A Di Đà là tán thắng tịnh độ này mạnh nhất luôn quý vị. Với Bồ Tát Đại Thế Chí. Mà danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì ở cõi Ta Bà này cái nhân duyên dày dữ lắm. Nghe không? Nên rủ một người, rủ thì một người rủ một chục người, chiếc xe 50 người, bữa nay đi 2 chiếc xe. Chiếc xe 100 người, bữa nay đi 4 chiếc xe. Nhét vô, chen vô. Trời ơi, động viên người ta đến lại mà tôi có đòi tiền bạc gì đâu. Sao mấy người không đi lại? Không, tôi có kêu đâu tiền bạc gì tôi đâu. Thật sự mà nói, những đức bây giờ tiền càng ít càng khỏe, không có mong mỏi cái chuyện đó. Miễn sao quý vị tu được là được rồi. Tôi biết rồi. Thôi ơi, có tiền xài thôi, có tiền dương chứ cho nó mệt. Trời ơi, chùa mình đúng là có nghĩa là xài tiền đủ xài. Bên kia nghe, cái đạo tràng bên kia nghe quý vị, ở trong cái kho quý vị, 5 bao gạo, có 5 bao gạo. Mấy cô nói trời ơi, thầy ơi, có 5 bao gạo à, trời ơi, nấu có ngày hết trơn à. Nó cô yên tâm đi, nấu đi, chiều có người đem lại. Ngán quá.
còn 5 bao thầy ơi đem qua đi. Không, nấu đi, chiều người đem lại. Trong lòng như Đức nói Phật A Di Đà ơi. Ngài không đem lại là con mất mật lắm á nghe. Tin tưởng Ngài á, còn có 5 bao gạo nấu là hết dơ chiều nay. Nếu mà Ngài mà không kêu người đem lại là con mất mặt với chúng trong chùa thì lắm á, kẹt lắm á. Đúng là ngộ ghê luôn. Tự nhiên nấu xong chiều người đem lại 10 bao. Lạ không, lạ không? Nói thì coi quanh năm, 5 bao, 10 bao, 5 bao, 10 bao, nấu hoài nấu hết. Nhà Đức nói cô thấy chưa, tự tại chưa? Cần gì giữ gạo làm gì cho nó mệt. Gạo trong nhà người ta muốn nấu đem lại cho mình nấu ngon, đúng quý vị? Giữ gì cho nó nhiều. Còn ở đây thì sao? Kho lúc nào cũng nhiều, bị móc chứ làm gì? Ăn hết bị móc chứ làm gì? Cần gì nhiều, chỉ cần có bao nhiêu, dùng bao nhiêu, dùng hoài dùng không hết. Được rồi, đúng quý vị? Những Đức đâu có tiền nhiều, chợ có nhiều vị cư sĩ ở đây. Nhà vị 2 vợ chồng, 1 đứa con, tại vì còn giàu hơn những Đức. Tiền còn nhiều hơn những Đức chứ vị biết nữa. Vậy đó mà quý vị, chỉ có 1 gia đình 2-3 người đúng không? Những Đức đâu có tiền vậy đâu mà xài giống như người giàu vậy đó. À, tôi như vậy đó không? Tôi không có tiền, nhưng mà tôi có gì tôi dám xài hết á. Mấy người dám không? Tôi dám đó. Tôi cũng chờ cái ngày chùa này đói thử coi tôi coi sao. Những con người trong đây khi đói tình cảm họ đến với nhau sao? Tôi chờ ngày đó đó. Nhưng Phật A Di Đà không cho ngày đó đâu. Tại vì biết chúng sanh yếu quá biết không? Nó thấy không? Có nghĩa là thấy rộng rãi tưởng đâu là giàu đúng không? Tôi không có đâu. Có bao nhiêu tôi sạc luôn. Lâu lâu dư tiền được chút nha. Nhưng Đức nói hòa thượng cắt chùa chánh điện niệm Phật, con phụ hòa thượng. Vì sao? Vì cái nhân, cái quả. Tương lai đạo tràng đó hòa thượng đưa cho mình để mình hướng dẫn ta tu mà. Bây giờ mình có chút ít mình đưa hòa thượng đi. Giống như múc miếng nước của con sông đổ vào biển cả. Thấy quý vị? Giữ chi? Thấy chưa? Phải có tâm như vậy đó. Hòa thượng bây giờ ngày cực lực 80 tuổi không? Mỗi ngày ra cái đạo tràng niệm Phật đó đang xây nha. Ồ mà công nhận xây quá nhanh luôn quý vị. Mà có 2-3 tháng mà bây giờ mọc lên 4 dãy nhà, 1 cái chánh điện. Trời ơi, nó xây nhà giống biến cái chợ. Coi một cái chùa kia mà xây 7 năm mà chỉ có mấy cây cột. Hòa thượng mình 3 tháng mọc lên 1 cái chánh điện. Lên 1 tầng, đổ thêm tiếp tục 1 tầng nữa và 4 dãy nhà bự xuất hiện. Trời ơi, nó công nhận cái nhân duyên hòa thượng xây dựng đủ duyên thiệt luôn quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó tháng 10 có đạo tràng niệm Phật nữa quý vị. Đúng là mừng nha quý vị. Mừng là xuất hiện những đạo tràng niệm Phật. Nó xuất hiện những đạo tràng niệm Phật. Mừng, mừng nhất là vậy đó. Tại vì có đạo tràng niệm Phật là mình có cơ hội mình về mình niệm Phật. Hàng Phật tử khắp nơi nơi. Bây giờ quý vị, mai mốt quý vị, bây giờ hiện tại ở gia đình cứ lo làm ăn đàng hoàng, sống cho thật là tốt, vui vẻ đi. Mai mốt quý vị già khỏi cần lo. Con có nuôi không nuôi là số phận của mình. Nhưng quý vị có gì đi về đây nhận Đức nuôi. Chịu không? Ừ, không cần lo nghĩ chứ nha. Tiền bạc cho nó sạch hết đi. Rồi xong về đây không có một cái gì hết. Hồi sáng mới nhận bà già ở miền ngoài vô. Cũng lớn tuổi, thấy tội nghiệp. Đứa con nói, mẹ con nhà sống mình tội nghiệp. Người già càng về sau càng tội nghiệp lắm, khổ. Bây giờ mẹ con muốn vô đây niệm Phật thầy ơi. Nó cho bà niệm Phật đi, từ từ tính sao. Yên tâm đi, mấy điểm đó mà rộng rãi bao la. Thấy không? Nó nên từ nó đó quý vị, thấy người ta có nơi nương tựa, thấy không? Đó, đặc biệt vô cùng. Những bà già nhìn thấy bà thấy tội nghiệp. Đang hộ niệm một bà cụ trong phòng hộ niệm. Kế phòng hộ niệm có cái nhà phương trượng. Vì thấy cái đường đi qua đi lại có cái nhà sau lưng cái chánh điện cũ. Thì bước vô thì thấy cái bà già nằm ấm nhơ ấm nhách, bị coi thôi coi. Nhìn cái răng cửa sổ đứng nhìn bà. Da nó bọc vô xương. Trời ơi, nó ốm gì, cực kỳ ốm luôn quý vị ơi. Vậy mà nằm thời gian lâu lắm rồi quý vị, mà chưa đi. Nhìn một cái mình nói rồi. Còn những bà già mà nó sưng phù lên hết trơn. Được con cái là tỉnh táo niệm Phật thôi, mà sưng phù lên, đúng là thân tứ đại nó trả nợ cuộc đời đau khổ thiệt. Sưng phù lên, nước của ngài nó chảy ra, mấy cô cứ cầm cái khăn nhúng 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 nước.
sưng lên xong nước nó chảy ra. Trời, nhìn tình cảnh đó mình nói trời ơi, cuộc đời mình mai mốt cũng già quý vị ơi. Trời ơi, bây giờ quý vị nặng nề cái gì quá vậy quý vị? Đúng không? Nó đi đến đây có dịp lâu lâu đến đây đi thăm mấy cụ già đấy quý vị coi. Lụm cụm đi. Bà chống gậy, bà xí cụ que. Đó. Rồi mấy chiếc xe mà có nhiều bà đi yếu quý vị, phía trước có chiếc xe hai bánh đây 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 đẩy đi. Rồi mình ngồi mình cứ nhìn mấy bà già mà nói rồi mình lấy quay tới tuổi già rồi, đúng không? Nên từ nơi đó mà cuộc đời nó nhắc nhở nhau gì nữa quý vị. Nên sống những ngày tháng thiệt là vui để niệm Phật, sống thiệt là an lạc để niệm Phật, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Những việc gì thiện, những việc gì tốt được thì chân thật mà làm, gieo nhân gì gặt quả báo nấy à quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn sống hạnh phúc, sống tốt đẹp vui vẻ. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta mỗi tuần về chùa, chư tăng ni hàng Phật tử về đây rất là đông để chúng ta cùng niệm Phật, nghe pháp, chia sẻ pháp môn tịnh độ. Quý vị đi về đây, những người mà có duyên với mình, mắt mà chưa siêu thoát thì cũng đi theo quý vị về đây. Nên khi mình tu xong hết, mình cúng làm mờ người ta dùng, đem cái tâm thức vừa mới tu của mình nó thanh tịnh cúng cho người ta. Hình thức thì bánh trái cây đồ, nước nôi đồ đang dọn ở đây là một cái hình thức, nhưng từ cái tâm thức mình cúng nên nó hiện ra cái cảnh hưởng được của từ chư hương linh ta hưởng. Nó phải có cảnh này nó mới cúng được cho người ta. Từ cái tâm mình thương yêu, mình tu hành, mình hồi hướng cho họ, rồi mình cúng thí thực cho họ, cái tâm của họ nó mát mẻ, nó dịu cái tâm, nó vui lắm. Và họ giống như họ hưởng được cái tài thọ thực này vậy đấy vị. Giống như mình còn sống mà mình đói bụng, mà ai mà đãi mình ăn, mình mừng lắm, mình cảm ơn người ta lắm. Thì giống như chư hương linh mà đói khát mà không ai cúng người ta khổ lắm quý vị ơi. Có những thai nhi mà đói khát á, không có đồ đạc bặn, bị phá thai mà vất vơ vất vưởng khổ đau. Vậy mà người ta về đây mà người ta được tu, người ta hưởng được cái công đức niệm Phật, rồi mình cúng thí thực như có sữa đồ này kia đồ, người thai nhi mừng. Nên con người biết tu thì thương con người, chư hương linh biết tu thì thương chư hương linh, phải nhớ. Chứ mình không có được ỷ mạnh hiếp yếu, cái tâm đó thì nó khổ đau triền miên. Nên phát cái tâm thương yêu và biết niệm Phật. Đức Phật A-di-đà Ngài phát cái lời nguyện mà: chúng sanh mười phương niệm danh hiệu Ngài, chí tâm muốn về cảnh giới cực lạc thì Ngài tiếp dẫn. Nhất là chư hương linh đã không còn cái thân tứ đại này nữa, nếu như buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà quyết tâm niệm Phật thì chắc chắn là dễ dàng sanh hơn cái người còn mang cái thân tứ đại này. Hãy nhớ, nên buông xuống cái tâm hận thù để mà cầu sanh về thế giới cực lạc. Nên chúng ta nguyện đem toàn thể công đức của đại chúng tu hành, chúng ta nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quyết chí cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật thự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung,
từ thực biến thập phương nhất thiết ngộ thành công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành phẩm đạo dự đẳng cô hồn chúng ngã kim thi nhự cung thập phương nhất thiết cô hồn công. Tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng giữ cô hồn giai cổng thành vận đạo án mục lục lắng ta bà ha án mục lục lắng ta bà ha lục lắng ta bà ha án ngã ngà nắng tam bà và biệt nhật ra hồng tam bà và biệt nhật ra hồng án ngã ngà nắng tam bà và biệt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu giả đà biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ định hộ pháp Pháp Bồ Đề Tâm, một các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân biện ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tình tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí, khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh.
Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, mời đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô.